làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng ben drive. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua ben drive nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Dinglang Food and Horror. Trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện rất là nóng hổi. Trong chuyến du lịch vừa rồi của Tân đến Nha Trang thì Tân có thuê một chiếc xe hợp đồng, một chiếc xe thuê riêng để mà chở Tân đi du lịch cũng như là công việc. Tại vì Tân không có muốn book Grab từ xe này qua xe khác trong cái thời điểm này, cho nên là Tân thuê một chiếc xe duy nhất để mà mình đi cho nó an toàn. Thì trong vấn đề mình đang di chuyển như vậy đó thì Tân có đi ăn ốc ở Lương Sơn, một cái nơi mà Tân rất là thích. Ở tại Nha Trang thì trong quá trình đi như vậy thì Tân có book một cái chuyến đi từ đây ra Lương Sơn. Thì nếu bình thường mà bạn đi xe Grab á, họ sẽ đi trong thành phố thì bạn sẽ thấy là đường bình thường, không gì đẹp hết. Nhưng mà vì đi xe riêng, xe là xe của bạn, cho nên là bạn đi dọc đường ngoài là đi đường biển, là bạn sẽ đi về hướng Bãi Tiên và chạy. Thì cái đường nó rất là đẹp, nó giống như một cái eo biển và cực kỳ đẹp. Một bên là núi, một bên là biển. Và con đường nó mới, nó rất là đẹp, mặc dù nó xa. Nếu mà đến Lương Sơn nó phải xa hơn 1-2 cây hay là 3-4 cây gì đó, 3-4 cây số đó. Thì trên đường đi như vậy thì Tân thấy nó quá đẹp. Thì Tân mới khen, Tân khen nức nở. Nói trời ơi sao mà Nha Trang đẹp quá vậy. Trời ơi cái cảnh này lần đầu tiên mới thấy là thật sự. Tân ra Nha Trang nhiều lần rồi, mà đó là lần đầu tiên Tân đi cái hướng Bãi Tiên mà đến Lương Sơn. Nó đẹp không tả nổi. Thì bác Tài mới nói rằng là buổi sáng nó đẹp vậy thôi, chứ buổi tối thì không thấy biển, chỉ thấy một màu đen thôi. Một bên là núi, một bên là biển đen. Thì cũng hơi sợ. Thì Tân nói là đúng rồi, ai đi ban đêm mà không sợ. Thì Tân mới hỏi bác Tài rằng á là vậy chứ chú có tin trên đời này á có những câu chuyện tâm linh hay là chuyện ma không? Thì bác Tài mới quay ra tin chứ. Tôi tin chứ. Tôi tin mới để tượng Phật Bà ngay trước xe nè. Đó, một cái tượng á, là quay ra phía trước, một cái tượng quay về phía trong xe. Thì thường á, người Bắc Tài để tượng á, một là ra phía trước, hai là quay về phía trong xe là về hướng của mình. Chứ không có một cái Bắc Tài nào mà để một lúc hai tượng, một cái quay ra, một cái quay vô. Thì Bắc Tài này á, là Tân thấy để như vậy, Tân mới buộc miệng, Tân hỏi có tin tâm linh không? Là Tân biết là tin tâm linh thì mới để như vậy. Đó, thì Tân mới hỏi rằng là vậy bác có gặp chuyện tâm linh bao giờ chưa mà sao bác lại tin? Thì bác mới nói với Tân là trước đây á, thì tôi không có tin. Tôi làm cái nghề tài xế này lâu rồi, và cái công việc của tôi cái gì mà liên quan đến chạy xe là tôi chạy. Và cái nghề chính của tôi á, là ra đón khách tại sân bay và đưa về Trần Phú, hoặc là đưa khách từ Nha Trang, Trần Phú ra lại sân bay. Thì tính theo cuốc như vậy là bao nhiêu tiền. Tại xe này là xe trả góp, cho nên phải làm thường xuyên để kiếm tiền mà trả góp. Hàng tháng bao nhiêu là phải có quy định của nó. Cho nên chuyến nào bác cũng chở hết, bác cũng chạy hết. Nhưng mà chạy rất là nhiều rồi. Nhưng mà tôi không có tin trên đời này là có tâm linh. Thậm chí trước đây chiếc xe của bác cũng không để tượng Phật hay bất cứ gì hết. Mặc dù mua xe về là có cúng. Thì những bạn nào mà đã đi du lịch Nha Trang hoặc là dân địa phương Nha Trang thì chắc không lạ gì các loại hình mà đưa đón khách như vậy, theo kiểu của bác là đi ra đón từ sân bay về lại Trần Phú, rồi một chiếc xe con riêng từ Trần Phú đi ra lại sân bay Cam Ranh. Thì đó là một trong những cái chuyện rất là bình thường, ai du lịch nhiều sẽ hiểu. Cái giá cả phải chăng, xe sạch sẽ, phù hợp với người đi thì bác làm cái công việc đó. Ngoài công việc đó ra thì bác cũng nhận xe hợp đồng là chạy một ngày là bao nhiêu tiền. Thì bác không phải ra đưa đón nữa, bác chỉ đưa đón người khách đó thôi. Thì chính là Tân là cái người book như vậy. Thì Tân mới trò chuyện với bác. Thì khi mà tới Lương Sơn thì không lẽ một mình Tân vô, Tân ngồi Tân ăn, Tân cũng chéo que quá. Tân mới mời bác nữa, thôi bác để xe ở đâu đó đi, cũng là ăn trưa thôi. Thì bác cháu mình lên ăn rồi chia sẻ tâm sự với nhau, công việc như thế nào và đời sống của người dân Nha Trang hiện tại ra sao thì mình cũng biết, để mà mình thăm hỏi. Tại vì thật sự Tân rất là thích Nha Trang. Thì khi lên nó ngồi ăn ốc mà hai bên chia sẻ nhau thì Tân mới hỏi lại rằng là câu chuyện tâm linh hồi nãy của bác là như thế nào. Bác nói là trước đây tôi không có tin. Xe của tôi mua về có cúng, cúng xe bình thường thôi. chứ trong xe tôi không có để bất cứ một cái tượng Phật hay là một cái bùa gì trong xe hết. Thì tôi nghe nhiều cánh tài xế kể lại, đôi khi gặp những hình ảnh vào ban đêm hoặc là những cái tuyến đường là đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, là có những người họ bút xe họ đi đêm lên trên đó thì gặp rất là nhiều những cái hình ảnh ma quỷ ghê rợn. Nhưng mà tôi thì tôi chưa có gặp, nhưng có một lần mà lần đó là cái lần mà tôi cảm thấy rằng là ghê rợn nhất, mà tôi gặp tâm linh rõ ràng nhất. Thì lần đó là bác Tài nhận một cái show là chở một nhóm khách Nga từ đường Trần Phú đi ra ngoài sân bay Cam Ranh, nhưng mà cái khung giờ chở là 12 giờ đêm. Thì các bạn biết á, cái giờ bay thì Tân không có rành ở ngoài đó bút giờ bay như thế nào. Tại vì á, cái lúc mà bác Tài kể á, thì có lẽ sân bay quốc tế Cam Ranh chưa có, nó chỉ có một sân bay Cam Ranh duy nhất hiện tại bây giờ thôi. Thì ngày xưa đó, một bên là quốc nội, một bên là quốc tế. Thì cho nên là ai đi quốc tế thì cũng điều ra, quốc nội cũng điều ra một cái duy nhất. Cho nên rằng là bác cũng không có nắm rõ cái đường bay và giờ bay. Mà đặc biệt người Nga thì có thể họ bay vào lại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cũng có thể họ bay về nước hoặc là bay qua một quốc gia khác để mà họ du lịch. Thì cái 12 giờ đêm là cái chuyện rất bình thường và cũng không ít bác Tài đi đón đưa giờ đó. Thì khi mà tới cái nhóm khách Nga nhà này á, thì bác nói á, là thường rất là người Nga họ rất là vui, tới là họ chào hỏi, họ nói chuyện rất là xôm tụ. Nhưng mà cái nhóm này thì không. Khi mà bỏ hết toàn bộ hành lý á, thì bác đếm rất là kỹ. Mặc dù là bác không đếm ra miệng, nhưng mà cái chuyên nghiệp của mình làm qua nhiều năm thì mình biết là bao nhiêu cái hành lý, thì mình biết mà người ta không có kiện mình hay là người ta không có đổ thừa là mất đồ. Thì khi mà bỏ lên thì bác đếm được 5 cái kiện hành lý. Thì nhìn sơ á, thì bác thấy có 5 người. Nhưng mà khi lên xe đóng cửa lại đó, bác chạy. Thì cái đoạn đường chạy của bác á, là chạy từ Cam Ranh, từ Trần Phú, Nha Trang, La Ca ra ngoài Cam Ranh. Thì chạy khoảng 10 phút thì bác thấy những người Nga này có vẻ như là họ mệt, họ không có nói chuyện với bác. Thì bác nhìn qua người kế bên thì ông này, ông cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, ông không có quay vô để mà tiếp chuyện. Thì chuyện đó cũng bình thường thôi, mình là tài xế mà, nhiều khi khách không nói chuyện với mình. Thì bác mới nhìn lên cái kiến ở trong xe là cái kiến hậu á, để nhìn ra những người phía sau. Thì cái đó là sự vô tình bác Tài thôi, chứ bác Tài không có nhìn thường xuyên. Tại nhìn thường xuyên đụng xe rồi sao, phải nhìn phía trước chứ. Nhưng vô tình thoáng qua thì bác thấy trong xe hình như có 6 người. Ở phía bên tay phải của bác, thì tay lái nó đi giày, thì phía bên tay phải sát góc ở gần cuối xe là có một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài và cúi đầu. Thì bác vừa lướt qua một cái thì bác mới nhìn lên lại thì cái hình ảnh nó không còn, mà trên xe chỉ có 5 người. Tại vì sao bác nhớ rõ cái hình ảnh người phụ nữ áo trắng và tóc dài? Tại vì những người Nga họ bận đồ rất là thoải mái. Đặc biệt trên xe là có 3 nam và 2 nữ, nhưng mà 2 người nữ khá mập, bận đầm rất là thùng thình. Thì những ai đi du lịch thì bạn biết, những người Mỹ họ thoải mái, và những người Nga họ cũng rất là thoải mái. Những bà mập họ bận đồ thoải mái vô cùng, mà người Nga đặc biệt là bận đồ rất nhiều bông, rè rẹt. Không ai mà bận một cái bộ đồ trắng không và để tóc dài. Và cái người mà bác thấy là một người không mập, nhưng mà chỉ là trong vài giây tích tắc thôi thì bác có nghĩ rằng là chắc là do ánh đèn nó dạ vào, hoặc là nó không phải là người, mà là rõ ràng là cái hình ảnh mơ hồ nào đó, chứ không hề liên quan đến ma quỷ. Thì khi mà đến cái chỗ mà sân bay Cam Ranh đưa những người này xuống thì họ rất là nhanh chóng, họ lấy vali họ đi xuống và họ đưa tiền là họ bỏ đi liền, chứ họ không có kiểm tra lại trên xe họ còn để quên đồ hay là mất đồ gì hay không. Và bác cũng phải lên xe bác đi liền. Thì Tân nói rõ với các bạn nghe ở cái giai đoạn này, những người chạy xe như bác á, là không có được cầu kê dê ngỗng với khách ngay tại điểm đón sân bay Cam Ranh, vì bác không phải là xe hợp pháp. Tuy là công việc này được diễn ra mỗi ngày nhiều năm, nhưng mà chỉ đến đón đưa, không được chèo kéo bắt khách ngay tại đó, vì đó là phạm luật của sân bay. Đó là xe, đó gọi là xe dù đó, chứ không được công nhận là xe có bãi. Xe có bãi là xe taxi, xe bus là được ở trong bãi của sân bay. Thì nếu như ai mà bị bắt phạt thì sẽ phạt số tiền lên tới là 8,5 triệu mà nếu như phạt liên ngành hợp tác với nhau là có thể lên tới 17 triệu. Cho nên là cánh bác tài là thường thấy mà khách xuống là họ ít khi nào mà họ cầu kê dê ngỗng, xuống đưa tiền là đi liền, là đóng cửa chạy liền. Chứ không ai mà đi ở lại mà nói ở trong xe có lục lại coi còn em, thì không có chuyện đó. Nếu mà làm những cái chuyện đó là giống như mình bắt khách riêng tại sân bay như vậy á, là sẽ bị phạt rất là nặng. Cho nên là bác lên xe, bác chạy ra khỏi đường sân bay liền. Và giờ đó thì không còn ai để mà đưa về nữa. Tại những người khách này á, là họ đi ra vào cái giờ mà không có máy bay đáp tới. Cho nên là bác đi xe không về lại Nha Trang. Thì trên đường đi xe không về lại Nha Trang á, thì bác không có mở máy lạnh, mà bác kéo cửa xuống, bác ngồi, bác đi từ từ. Để các bạn biết rồi, mở máy lạnh là hao xăng hao dầu. Cho nên là chỉ có chở khách á, thì mới mở máy lạnh cho người ta mát thôi. Chứ còn bác tài bình thường là mở kiến xuống lấy gió biển. Thì trên đường đang chạy về thì bác nghe có một cái bài hát bolero, nó cứ thoang thoảng bên lỗ tai của bác ở trong gió. Thì bác mới nghĩ rằng là có bao giờ là ở đâu đó trên cái dọc đường đó, bác đang chạy về người ta mở và vô tình bác nghe được hay không, mà nghe trong gió cái bài hát. Nhưng mà rõ ràng hai bên đường chỉ là núi thôi. Các bạn biết rồi, khi mà bạn vô từ cái địa phận mà của Nha Trang, bạn chỉ đi ngang một con đường, một bên là núi và một bên vẫn là biển. Nó túi thui như vậy mà bên nó là biển. Thì không có ai mà mở radio ở dọc đường núi hết. Mà bác nghe một cái tiếng hát như vậy, một tiếng cái kiểu mà hát mà trong gió. Bác nghe được cái bài đó, nó thê lương và nó thê thảm. Thì bác mới nghĩ là ủa sao kỳ vậy. Bác mới nhìn xuống cái độ bật cái USB mà cắm vô cái loa của xe hơi đó, coi mình có mở hay không. Thì mình không hề mở, thậm chí mình không cắm USB vào trong đó nữa. Thì âm thanh nó từ đâu? Thì bác mới cố bác chạy tiếp. Thì bác cứ kệ đi, nhiều khi ở ven đường cũng có người mở mà mình không thấy, tại vì trời tối quá. Thì khi mà về gần tới Trần Phú thì bác mới nhìn vô tình nữa, nhìn lên cái gương ở trên đầu mình á, cái dương gương mà nhìn ở phía sau ghế. Thì bác lại thấy hình bóng một người phụ nữ và áo trắng tóc dài ngồi. Và lần này á, là thấy lâu hơn 2 giây. Các bạn hiểu cảm giác mà bạn thấy một người phụ nữ ở trong xe của mình mà là xe không, mà nhìn lâu hơn 2 giây. 2 giây đối với chúng ta rất là lẹ, nhưng mà 2 giây thực sự ra đủ cho bạn nhìn thấy rất nhiều thứ. Trong 2 giây đó thì bác tài lập tức tấp xe vào bên lề và mở đèn xi nhan cho những xe sau họ đi lên, họ lỡ có gì họ thấy. Bác tài lập tức đi xuống và kiểm tra xe. Thì bác sợ rằng là có người nào đó lỡ như là họ nằm ở trong xe mà mình không biết. Chứ bác vẫn chưa nghĩ đây là ma, bác chưa nghĩ đó là ma. Bác mới mở hết thì quái lạ, trong xe không hề có một người nào hết. Thì bác chỉ thấy trong xe có một cái nón, mà cái nón là cái nón dành bằng mây, đan bằng mây, có một cái nơ đen. Mà cái nón đó đó nó bị ướt sũng nước. Thì bác mới nghĩ rằng là có bao giờ cái nón này là của những người Nga hồi nãy mà họ bỏ quên trên xe của bác hay không. Tại vì xe bác không hề có những cái nón giống như vậy. Mà trong xe những người Nga nãy là người lên xe và xuống xe mà họ đi rất là gấp. Thì có khả năng cái nón này là một trong những cái nón họ bỏ quên. Thì bác mới cầm cái nón, bác mới quăng đa suối gầm của xe ở phía sau nữa. Thì bác lại lên xe và bác chạy. Bác chạy khoảng độ tầm 10 phút nữa thì bác lại nghe cái tiếng hát đó. Thì lúc này theo phản xạ bác nhìn thẳng lên cái kiến chiếu hậu luôn, chứ bác không có nghe bên ngoài hay là hai bên nữa. Thì khi nhìn lên bác thấy hình bóng người phụ nữ đó, vẫn áo trắng tóc dài xõa, nhưng vị trí ngồi lúc này là ở cái chỗ của cái nón mà bác để lên đó. Thì bác giật mình, bác hét lớn lên, bác mém gọi là lạc tay lái và gây ra tai nạn. Nhưng mà bác cố bình tĩnh lại, bác tấp vào trong lề một lần nữa, bác xuống bác nhìn cái nón. Thì bác mới thấy sợ quá. Bác nói không lẽ bây giờ là giờ linh, mà đây là lần đầu tiên mình gặp ma trong cuộc đời của mình hay sao. Thì bác mới mở cái đó ra, bác mới lạy. Bác lạy cái nón, bác nói thôi thì tha cho tôi không có liên quan gì hết, tôi không có mạo phạm, tôi không biết. Thôi thì cô nằm lại trên cái miếng đường này đi, cô đừng có phá xe tôi cũng không hại cô, thì cô đừng hại tôi lớn tuổi rồi. Thì bác mới cầm cái nón á, bác quăng xuống cái lề núi, cái biển á, bác quăng xuống. Rồi bác đóng cửa lại, bác lên xe bác chạy. Thì khi bác chạy độ khoảng 20 phút nữa là gần tới, là vô tới Trần Phú rồi, thì bác mới thở phào, bác yên tâm. Thì bác mới dừng lại, bác mua một ly cà phê để bác uống, bác chứng tỉnh tinh thần mình lại. Thì mua ly cà phê người ta vừa pha đưa cho bác xong đó, bác vừa đóng kiến lại, bác nhìn qua thì cái nón đó, nó nằm ở cái ghế kế bên của bác luôn. Có nghĩa là nó không có đi. Dù bác chắc chắn là bác đã quăng nó rồi. Các bạn biết á, Tân tin 100% những cái chuyện này. Thứ nhất, mình đã biết mình quăng rồi, thậm chí mình dục cho thùng rác rồi, nhưng mà khi mình về tới nhà nó vẫn nằm trong nhà của mình. Cái điều đó mới là điều thấy ghê. Tại vì không phải bạn muốn bỏ họ là bạn bỏ. Đó là mối lương duyên và là nhân duyên. Bạn phải tìm cách bạn gỡ nó từ từ, chứ không có thể nào bạn quăng như vậy được. Thì bạn biết cái cảm giác bác lúc đó không đạp nổi chân ga mà chạy. Bác mới xuống, bác ngồi, bác run. Bác cứ nhìn cái xe đó hoài mà bác không dám lên trên xe. Thì một lát á, bác lấy hết can đảm là bác quyết định bác chạy đi ra ngoài biển, bác quăng cái nón một lần nữa. Thì khi bác vừa đứng lên định mở cửa xe để mà chạy, thì bác thấy người phụ nữ đó ngồi kế bên cái chỗ lái của bác. Và người phụ nữ đó ngồi bất động nhìn về phía trước, tóc xõa đen, tóc đen xõa dài và mặc áo trắng, và đang ngồi đung đưa một bài hát bolero nào đó mà bác nghe không rõ. Thì bác không dám bước vô xe mấy bạn. Còn bà bán cà phê và những cái người mà họ đang ngồi cà phê đó, những cái người mà họ cũng không phải là đông lắm, nhưng mà cũng phải 3-4 người, cũng là cánh bác tài ngồi đó, mới hỏi rằng: "Ủa sao ông không lên xe đi, ông đứng đó làm gì vậy? Trong xe ông có mà hả?" Thì mọi người nói giỡn như vậy thôi. Thì bác mới quay qua, bác nhìn bà bán cà phê, bác định nói bà bán cà phê rằng là đừng nói giỡn như vậy. Thì khi mà nói xong quay lại, bác thấy mặt của cái cô gái đó đang nhìn bác rõ ràng. Mà thay vì đang ngồi nhìn ở phía trước phải không, thì cái mặt nó quay ngược lại, nó nhìn vô bác. Một gương mặt đó, gọi là giống như bị chết trôi mấy bạn. Nó xám nhợt mà tất cả nó rửa ra hết rồi. Rất là ghê. Và bác nhìn xong bác bật ngửa, bác té. Thì bác cũng lớn tuổi rồi, khi mà thấy hình ảnh mà cả cộng thấy tim đập mạnh nữa, thì bác té mọi người mới đỡ. Mới hỏi bác, bác mới nói rằng trên xe có cái nón. Và tôi chở cách Nga như vậy đó, thì cái linh hồn nó theo tôi từ nãy giờ. Và bác nói trong sự run sợ. Thì cái người mà pha cà phê với cánh bác tài ở đó đó, mới pha một ly cà phê khác, ly cà phê nóng, để ngay trước cái cửa cái đầu xe, và cắm một cái lon gạo và ba cây nhang. Và họ nói rằng là có chuyện gì á thì đừng có hại những người bác tài ở đây, và đặc biệt cái người chủ xe này, nếu có gì thì cứ nói để người ta giúp cho siêu thoát, chứ đừng có làm như vậy. Làm như vậy là không siêu thoát được, và công đức á, là rất là tai hại. Thì khi mà nói câu đó xong thì bác tài không nhìn thấy cô này nữa, mà chỉ một mình cái người bác tài chở Tân đi là người nhìn thấy cô đó thôi. Còn những người còn lại họ chỉ nghe kể, họ không hề nhìn thấy. Nhưng mà vì họ tin, tại vì cái thái độ bác tài sợ thiệt. Bác đó không có rảnh để mà đi diễn, mà lúc mà 12 đêm 1 giờ sáng không ai rảnh mà tự nhiên đứng lên diễn vậy chi cho mệt hết. Không quyên góp được tiền, không có gì hết, không ai người ta làm vậy làm gì. Thì lúc đó đó, cái cô đó mới nói là bây giờ quen với một cái người. Thì cái người thầy này á, là ở gần suối đổ. Thì Tân không biết suối đổ là ở đâu, nhưng mà Tân nghĩ rằng là cái nơi đó là nghe nói thôi. Tân có nghiên cứu và tìm hiểu thì nơi đó là một cái nơi có 2 ngôi chùa, và là nơi mà rất là linh thiêng, mà người ta thường lên đó để mà cúng kiến 2 ngôi chùa này. Thì bác mới đi đến, bác mới nghe lời người bán cà phê đó, đi đến cái địa chỉ đó để gặp một cái người thầy. Thì người thầy này tới là người đó mới nói rằng là: "Ủa sao tự nhiên chở nữ này tới làm gì, mà đi theo đeo bám hả?" Thì bác tài hết hồn, gặp đúng thầy rồi, mới nói là: "Dạ con bị đeo bám, con đưa khách Nga ra ngoài Cam Ranh đi về lại nước. Thì khi về là tự nhiên con gặp cái linh hồn này ở trong xe từ đêm qua đến giờ." Thì người thầy mới mở cửa, mới lấy một cái nước gì đó quăng lên cái nón, rồi sau đó là lấy một cái cây nhang đọc câu thần chú gì ở vòng vòng cái nón, mới đưa cái nón nó xuống và đem vô bên trong. Khi mà đem vô bên trong đó là đóng cửa tối thui lại hết, và thắp một cái đèn đỏ lên, và hai bên là đèn cầy, và người thầy đó mới ngồi nói chuyện. Thì lúc đó bác tài một lần nữa bác tài nhìn thấy cái cô này xuất hiện. đang ngồi đối diện với lại ông thầy đó. Thì cái người thầy mới hỏi là sao chết mà sao tự nhiên đi theo người ta. Thì cái người này mới trả lời bạn. Người này trả lời nhưng mà không có nhép miệng gì hết. Cái bác tài nói là cái cảm giác lúc đó là bạn nghe giống như là truyền âm với nhau vậy. Là tự bạn hiểu luôn á. Bạn thấy được cái diễn cảnh của cô này xảy ra như thế nào luôn. Là cô này là một cái người ở miền núi và xuống dưới Nha Trang để mà chơi với lại gia đình của mình. Nhưng mà cổ bị chết đuối ở ngoài biển. Mà khi cổ chết là ngay cái bãi đá ngầm thì cổ bị biển nó cuốn sâu xuống, đập đầu vô trong đá thì mất một nửa mặt mà chết. Thì xác nó tan ra và gia đình không có tìm lại được. Và cái chỗ đó hiện tại bây giờ cô nó cũng không biết là ở đâu. Nhưng mà trước khi cổ chết cổ có đội cái nón này. Cái nón này là cái duy nhất mà cổ mua khi mà vừa tới cái địa điểm này. Và cổ ra biển bơi cùng gia đình. Thì cổ đã chết ở nơi này 20 năm rồi. Tức là câu chuyện này đã rất là lâu rồi. Đây là một linh hồn đã chết đuối tại Nha Trang rất là lâu rồi. Mà mình không hiểu tại sao mà ông này có nhân duyên ông gặp được. Thì thầy mới nói là vậy tại sao mà tự nhiên trở lại được. Nhân gian là đáng lẽ ra phải dưới biển luôn chứ. Sao tự nhiên linh hồn lại lên được. Thì không hiểu tại sao cái người Nga này, cái bà người Nga ở trong nhóm người Nga đó lụm được cái nón này. Lụm được cái nón sau 20 năm. Mà cái nón này nó vẫn còn mới tinh. Nó không hề ten ben bất cứ gì hết. Lụm được cái nón này thì bà người Nga nó mới mang về khách sạn. Thì chính vì mang về khách sạn thì bà cũng gặp cô này rất là nhiều lần. Mà cái nhóm này họ cũng nhìn thấy cái chuyện đó, cho nên là họ lập tức bút vé đi về lại bên kia. Thì khi mà về lại bên kia thì cổ không thể nào đi theo những người Nga này về vùng đất của họ. Thì bạn bay qua một cái biên giới là bạn đã bước qua một cái chuyện khác rồi. Một thế giới khác thì những cái linh hồn không thể đi theo được. Trừ những trường hợp là họ được bỏ vào vali của chính cái nhân vật mà gặp. Còn không là đừng có mang đi. Mà cái người Nga nó bỏ lại cái nón đó trên xe của bác tài. Thì cho nên là cái cô này mới đeo bám người bác tài này. Thì người thầy mới nói là thôi bây giờ đó, mỗi người có cái số đã gặp được tôi rồi thì tôi sẽ giúp cho tu tập. Thì tu tại đây luôn chứ đừng có đi theo người ta nữa. Và cũng đừng có chú trong cái nón nữa. Chú trong nón nó cũng không có may mắn đâu. Mặc dù là mất rồi mà đừng có chú trong những cái vật này. Có chú thì chú vô những cái bình mà được tu luyện. Ở trong đó là có được viết những cái kinh Địa Tạng để mà con người ta có thể siêu thoát được. Vô trong đó tu tập. Bao nhiêu cái oán nghiệp, bao nhiêu cái nghiệp chướng, bao nhiêu lần mình đã hù dọa người ta sợ hãi. Thì ở trong đó mà tu tập, mà hướng nghiệp. Chứ đừng có làm cho người ta sợ. Thì nhiều người mà bị sợ mà chết á, thì cái linh hồn nó sinh oán hận. Thì cô cũng không thể nào siêu thoát được. Mà tôi biết là cô chết oan. Thì thôi bây giờ đi vô cái bình này đi. Ở trong này mà tu tập nha. Thì thầy mới để cái bình. Thì rõ ràng người bác tài thấy là cái cô này chỉ còn một cái làn khói thôi. Đi vô cái bình mà người thầy mới đậy nắp lại, mới để lên. Thì người thầy mới đưa cho cái bác tài này một cái chén rượu. Kêu uống đi. Uống đi rồi phun ra, đừng có nuốt. Uống rút xúc miệng rồi phun ra. Uống xúc miệng rồi phun ra. Thì khi mà phun ra bác tài thấy trong người rất là khỏe. Mọi thứ nó bình thường trở lại. Thì người thầy mới phun cái chén đó. Thêm một chén nữa vòng vòng cái xe. Và thầy nói là cái chuyện này nó không có lớn. Chẳng qua là cái nhân duyên thì tự nhiên gặp thôi. Chắc có lẽ 20 năm trước thì anh cũng có gặp cô này trên đường. Hoặc anh có giúp đỡ gì cổ hay sao đó. Thì khi mà mất nhau, khi mà cổ chết á, thì tự nhiên cái nhân duyên có gặp lại. Còn những người Nga này cũng có thể có một cái nhân duyên gì đó mà lụm được cái nón này còn mới. Qua câu chuyện này, người bác tài mới nói rằng là đâu phải những người nào mà chết 20 năm, 30 năm thì cái món đồ mà họ nhập vào là đồ cũ, đồ cổ. Đôi khi một cái đồ rất mới nhưng mà nó nằm ở đâu đó trên biển, ở trên một cái rừng hoang hay một cái vách đá thì cũng đừng bao giờ tham mà lụm mang về. Đó nhiều khi nó mới theo cái ánh nhìn của mình thôi. Chứ còn thật sự ở trong đó có gì thì mình không bao giờ biết. Thì sau cái lần đó bác tài đi mua tượng. Thì cái tượng bác tài mua là cũng của ông thầy Pháp đó. Mua luôn hai tượng. Một cái tượng nhìn ra phía trước, một cái tượng nhìn ở phía sau. Và một cái dây lủng lẳng là có hoa sen. Và trên đó có cái bài chú của Kinh Địa Tạng. để mà ổng an tâm, ổng chạy xe ban đêm. Ổng mới nói rằng là cuộc đời của chú đến giờ này chú mới thấy, chú mới tin. Mà lúc đó cái cảm giác gặp rất là sợ, chứ không phải là cảm giác mà bình thường được. Cái chân tay mình cứng hết, mà da gà nó nổi lên, nó dày cộm nè, chứ không phải giống như là mình rợn nhẹ đâu. Nó rất là sợ, mà may mắn rằng là cái linh hồn nó không có giữ, mặc dù là chết đuối mà còn bị hủy nhung nhang, mà họ không phải là một linh hồn giữ. Thì thường á, những cái vụ mà chết như vậy đó, là có nhiều lắm các bạn. Thường các bạn học sinh nè, các bạn ở miền núi thì ít có dịp xuống biển, cho nên các bạn không biết rằng là biển nó hung tàn như thế nào. Tại sao có những bãi biển mà chúng ta tắm được, nhưng mà có những bãi biển chúng ta không thể tắm, mà người ta cắm cờ đen. Cái biển đó là những dòng xoáy, nó có thể bắt bạn xuống dưới mà không bao giờ bạn lên được. Biển rất là dễ thương, những cơn sóng, những làn gió mát, nhưng biển cũng cực kỳ hung tàn nếu ta không hiểu về nó. Thì những cái bạn ở miền núi á, khi mà xuống biển rất là thường xuyên chạy ra biển, bơi nhảy giỡn cho thỏa chí mình. Nhưng mà khi mà hụt một cái rồi thì không biết được rằng cái đường đi lên rất là khó, và thậm chí không bao giờ trở lại được. Cho nên rằng qua cái chuyện này các bạn phải biết rằng là khi mình làm cái gì, khi mình ra biển mình tắm hay mình làm bất cứ cái gì, mình cũng phải có kiến thức. Mình xuống từ từ, mình coi những người xung quanh có bơi chỗ đó hay không, mà mình coi những người xung quanh đó họ có cảm giác họ bơi xa hay bơi gần, chứ đừng một cái ào nhảy xuống lao ra thì rất là nguy hiểm cho tính mạng của mình. Và không phải một lần hai lần Tân biết những câu chuyện các bạn người miền núi xuống biển để bơi mà bị như vậy đâu. Ở Nha Trang cũng xảy ra rất nhiều trường hợp như vậy đó. Cũng như thời gian trước Tân đã có kể một câu chuyện rồi đó, là nhảy xuống biển bơi rồi sau đó là không tìm được xác, phải về báo mộng cho gia đình biết là xác mình trôi ở đâu để mà ra đó kéo vào. Thật sự ra Tân nói thật sự một điều rằng là nó ghê rợn lắm. Khi bạn lôi một cái xác ngoài biển, bạn múc lên nó còn cái xô nhỏ xíu à. Những cái phụ tùng nằm trong đó không còn, thịt nó rã hết, chỉ có quần áo là còn lại thôi. Cho nên làm bất cứ một cái gì cũng phải xem xét coi nơi đó có tắm được hay không, biển đó có sâu hay không, để bảo vệ tánh mạng cho mình và những người đi chung với mình. Có nhiều trường hợp 3-4 em học sinh nhảy xuống ao ra bơi rồi đi hết tất cả 3 em, mà đơn giản chỉ vì mình không biết nơi đó có sâu hay không. Cho nên qua câu chuyện ngày hôm nay, Tân muốn các bạn phải cẩn thận trong khi đi du lịch, đi bơi hoặc làm bất cứ cái gì cũng phải xem xét thật kỹ để mà tránh những trường hợp xấu đến với mình. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để câu chuyện của Tân ngày càng mạnh mẽ và kênh YouTube của Tân ngày càng to lớn hơn nha các bạn. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai nha. Bye bye.